Mình xin chào hết bà con và các bạn của mình ha. Cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh của Năng Trần Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay thì các bạn nhìn mình thấy hơi bảnh chút ha. Hôm nay mình chuẩn bị đi dự tiệc cưới các bạn ơi. Dự tiệc cưới một cái người bạn rất là thân của mình ha. Bạn thân cũng gần 20 năm rồi đấy. Người bạn Mỹ. Cô ta tên là Jennifer. Nhưng đặc biệt người bạn này cũng là người phó tổng giám đốc của công ty mình làm việc các bạn. Cho nên hôm nay mình đi đám cưới rất là xa. Từ đây từ nhà mình phải lái xe đi khoảng 3 tiếng rưỡi thì mới tới. Nhưng mà đặc biệt là cái đám cưới này mình không biết đi bằng cái gì bây giờ. Các bạn biết không? Mình hôm nay suy nghĩ nát đầu không biết đi bằng cái gì bây giờ. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ pour out một cái chai rượu collection của mình để mình đi đám cưới. Rồi, các bạn chuẩn bị với mình ha. Đây các bạn nhìn xem, mình có cái tủ rượu collection. Cũng không có nhiều lắm các bạn, cũng khá khá đó, được vài chục chai ha. Đủ loại hết. Hennessy có, Commerce có đủ loại SO collection của mình. Nó cũng chưa có lâu lắm, cũng khoảng mười mấy năm tuổi thôi các bạn. Nhưng mà mình cũng rất là thích ha. Nhưng thật ra người Mỹ đám cưới thường thì họ tặng quà các bạn, họ không có tặng bao thư ha. Mình ngại cho nên không biết đi một món gì. Bây giờ quyết định hôm nay mình sẽ pour out một cái chai SO collection của mình để mình tặng cho đám cưới của người bạn thân của mình. Rồi đây các bạn nhìn xem, mình đã pour out cái chai SO của mình để mình đi đám cưới rồi đây. Cái chai SO này nhìn nó rất là đẹp ha. Mình collect nó cũng được mười mấy năm tuổi rồi đấy. Trong hộp này nó có luôn hai cái ly. Thì ý định của mình là tiện cho cái người bạn của mình đám cưới xong thì họ sẽ đi honeymoon thì đem chai rượu này theo để họ uống có hai cái ly này ha. Cái chai rượu này thì cái tên của nó là Commerce SO Special Edition. Nó có cái tên nữa là Imperial các bạn, là rượu hoàng cung ha. Cũng rất là đặc biệt cho nên mình quyết định tặng chai rượu này cho người bạn của mình. Rồi bây giờ mình mời các bạn đi đám cưới với mình ha. Ở một nơi cũng rất là xa. Cái khu đó có tên là Mountain Washington, một cái resort rất là nổi tiếng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Bây giờ thì mình chuẩn bị gói chai rượu này lại các bạn ơi. Đi đám cưới ha, mình cũng phải gói lại cho lịch sự một chút xíu. Oh my gosh, hồi nào giờ chưa có gói lần nào. Thôi em ơi, em lại gói giùm anh đi em ơi. Bà xã. Thôi giờ nhờ bà xã mình đi các bạn ơi. Đây bây giờ nhờ bà xã lại gói chai rượu lại giùm mình đi. Chứ mình gói chắc không chuyên nghiệp đâu. Đây các bạn ơi, bây giờ mình nhờ người chuyên nghiệp lại gói quà giùm mình nè. Chắc ăn đi để mình gói chắc nó ớt lì dữ lắm. Chắc là xấu dữ lắm. Nhờ cô Trang bà xã gói đi ha. Gói xong thì hôm nay mình mời các bạn cùng mình và cô Trang bà xã đi dự tiệc cưới ha. Cũng xa lắm đó, lái xe 3 tiếng rưỡi lần đấy. Wow, dân gối này cũng chuyên nghiệp quá ta. Cảm ơn bà xã nghe. Không có chi. Có trót tiền không? Thôi, làm giùm đi ha. Rồi, finish. Rồi, look beautiful. Đó, hôm nay là cái gift của đi wedding, đi đám cưới. Hôm nay mình tặng cái gift đó các bạn, là cái chai SO Special Edition của mình ha. Mình hy vọng là người bạn mình thích. Rồi bây giờ mình lên đường nha các bạn. Đi đám cưới nha. Hôm nay các bạn đi đám cưới với vợ chồng mình ha. Và trên đường đi thì mùa này lá cây nó vàng đẹp lắm. Mình sẽ thích những cái cảnh lá cây vàng chia sẻ cho các bạn xem cho vui ha. Tại vì lái xe đi cũng 3 tiếng rưỡi mới tới cái khu mình đi đám cưới đấy, Mountain Washington Resort ha các bạn. Đây các bạn thấy không, cảnh của Vermont mình thì vậy đó. Bắt đầu mùa thu thì lá nó vàng hết rồi đó. Cái này thì một tuần nữa là nó vàng dữ lắm luôn đó. Traffic quá chừng luôn, mình đường kia Daddy Tree South. Khu này là địa phận của New Hampshire nha các bạn. Mình đã tới địa phận của New Hampshire rồi đấy.
dịch hết trơn luôn. Các bạn ơi, mình tới cái khu resort Mountain Washington Resort rồi đấy. Keep right. Là nó giống đẹp quá ha. Giống lâu đài quá ha. Yes. Mắc quá chừng luôn. Mình phải book khách sạn trước gần 6 tháng các bạn. Rồi bây giờ mình đã tới rồi các bạn ơi, các bạn thấy đó, cái khu này nó gọi là Mountain Washington Resort ha các bạn. Cái đỉnh núi này là cái đỉnh cao nhất của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này đó các bạn. Các bạn thấy mây nó phủ hết trơn không? Nhìn đẹp quá chừng luôn. Các bạn thấy cái khu này nó quá cao rồi, mây nó phủ hết trơn luôn không? Cái đỉnh núi này hồi xưa cái người da đỏ bản địa người ta đặt tên cho nó là Culture Hook. Nhưng mà sau này, sau khi thành lập tiểu bang New Hampshire này thì hội đồng tiểu bang nó mới đặt lại lấy cái tên là Washington đó các bạn. Nó lấy cái tên Washington có nghĩa là nó lấy cái tên của cái người tổng thống đầu tiên của nước Mỹ ha. Nó đặt cho cái đỉnh cao nhất của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này. Tại vì ông tổng thống Washington thân từ cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nha các bạn, cho nên nó lấy cái đỉnh cao nhất của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này, nó đặt cái tên là Washington Mountain Washington. Cái khu này trên đỉnh núi nhưng mà rất là đắt đỏ nha các bạn. Đây bây giờ mình đậu xe ở đây, đậu xe ở đây như vậy qua một đêm là $45 đó các bạn, chỉ đậu xe ngoài trời vậy thôi, rất là đắt luôn ha. Đúng là cái khu này amazing vậy các bạn ơi. Cái khu này đắt tiền là quá phải rồi ha. Nó decorate xung quanh, cái này là mùa thu nha các bạn. Mùa thu cho nên nó decorate toàn là bông cúc ha. Các bạn xem nè. Mình quay chia sẻ xem cho các bạn xem cho vui thôi ha. Cái khu này nó nói là một trong 10 cái khu đẹp nhất để ngắm mùa thu ở United States các bạn. Đây các bạn xem đây. Nó gọi là một trong 10 nơi đẹp nhất của trên nước Mỹ để ngắm cảnh mùa thu ha. Cái ngọn núi thì nó cao là 6.288 feet, là tương đương với 1.936 mét đó các bạn. Rất là cao ha. Cái khu resort này thì cũng rất là nổi tiếng, nó gọi là Mountain Washington đấy. It's beautiful các bạn ơi. Đây là những chiếc xe để nó service, để nó chở mình đi khu xung quanh cái khu resort này ha. Rất là đẹp cảnh mùa thu ở đây. Rồi bây giờ lên vô hotel rồi nha các bạn, mình mới đi reservation xong. Bây giờ mình đi lên lầu ha. Trong này nhìn rất là cổ các bạn ơi. Cái building này đã được xây hồi năm 1901 ha. Là nó mở cái khu resort này vào năm 1901 tới bây giờ. Ở đây thì nó có mấy cái chandelier này quá đẹp. Nghĩ thì chắc rất là đắt tiền các bạn ơi. Rồi mình tới hotel rồi đây các bạn ơi. Mình quay sương sương review cho các bạn xem cho vui nha. Cái phong cảnh của hotel này thì nhìn nó rất là cổ điển ha. Cái giá của nó thì cũng rất là đắt đấy. Mình phải research trước 6 tháng mới có phòng mà các bạn. Ở chỗ này thật ra thì rất là đắt luôn á. Cho nên mình không research trước như vậy là không có phòng mà các bạn. Mình research cái 2 best ha. Nhưng mà chuyến này mình đi thì con trai mình không có đi được rồi. Tại nó mắc học đó các bạn. Nó không thể xin nghỉ được. Cho nên chỉ có hai vợ chồng mình đi thôi. Rồi bây giờ chuẩn bị ready hả các bạn? Giờ chuẩn bị mình đi ra đi đám cưới ha.
Nhưng mà mình cũng chia sẻ với các bạn cái đám cưới hồi nãy mình bước vô chỗ reception thì người ta để cái nốt là không được sử dụng điện thoại hay máy quay phim gì trong đó hết á. Tại vì đám cưới này cũng là religion hả các bạn, cũng là tôn giáo cho nên mình phải tôn trọng. Cho nên khi mình lấy được hình chút đỉnh thì sẽ chia sẻ với các bạn ha, lấy được khúc nào thì nên khúc đó ha, chứ mình không dám hứa thì chia sẻ hết cùng các bạn nha. Vậy nha các bạn, bà xã ơi, xong chưa? Xong rồi, đi. Xong ra mình chuẩn bị đây. Bây giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi đám cưới đây. Rồi các bạn đi đám cưới cùng mình nha. Bữa nay thì đi đám cưới của phó tổng giám đốc công ty mình làm việc 20 năm đó. Cho nên nó hơi đặc biệt hơn mỗi bữa chút xíu. Rồi mời các bạn nha. Thì bây giờ đi đám cưới nha các bạn. Mời các bạn đi đám cưới với vợ chồng mình nha. Để đây. Rồi chuẩn bị giờ làm lễ rồi các bạn ơi. Giờ thì vô cái quầy cocktail nha các bạn. Nãy giờ thì làm ceremony thì không có quay phim được. Bây giờ ra cái giờ reception mới quay phim được ha. Tại người Mỹ họ là đạo giáo á, tôn trọng religion lắm. Cho nên mình phải tôn trọng họ ha. Cái giờ ceremony mình không có quay phim được. Các bạn thông cảm nha. Hơi tối nha các bạn, chủ yếu quay xe với các bạn cho vui thôi ha. Đây hai vợ chồng mình đi chọn các bạn đứng để uống cocktail các bạn ha. Jack and Jennifer, today I'm be here for a ceremony for your wedding. I wish for the best for you guys forever. Đây, thank you. Đây là các món ăn khai vị nha các bạn. Did you want a picture? Đây là các bạn thức ăn khai vị. Tôm, cái cua, cái mối thợ là cái gì ta hào đấy. Bao quá trình đồ biển rồi các bạn ơi. Người Mỹ mà đã ăn đồ biển không ha. Yeah. Nào bây giờ mình ăn khai vị nha các bạn. Cô Trang bây giờ ăn khai vị nó hơi tối quá các bạn ơi. Nhưng mà tại người Mỹ là vậy ha. Ăn cua. Đây, họ sẽ về thức ăn cho các món khai vị như thế đấy các bạn. Họ có người quay trực để mà bưng around vậy ha. Cái này là chỉ là món ăn khai vị thôi các bạn. Họ sẽ về cho phút đầu tiên mình vô buổi dinner đặc biệt hôm nay. Quá chừng các bạn ơi, nó decorate giống như là cái toàn bộ là cái building này rất là cổ ha. Nó decorate theo người Anh Quốc không, cái gì cũng màu đỏ hết các bạn thấy không? Wow, bữa nay mà trời nắng chắc đẹp dữ lắm luôn á. Bữa nay trời nó chuyển mưa các bạn ơi.
ở trên đây là độ cao như vậy, là ở cái núi này là độ cao như vậy là cách 1936 mét cách mặt nước biển đó các bạn. Tính theo feet của người Mỹ là 6288 feet ha. Cái núi này rất là cao. Nãy giờ thì cô dâu chú rể mình không có quay được nhiều các bạn. Đây là cô dâu chú rể hôm nay đấy. Nãy giờ thì mình không có quay được nhiều ha các bạn. Tại vì trong phòng mà ceremony thì họ request mình không nên sử dụng phone các bạn. Hello Lina. Wow, cái phong cảnh thật là hữu tình các bạn ơi. Cái building này nó xây theo kiểu của người Anh Quốc ha. Vào năm 1901. Bây giờ là cái building này gần 120 năm rồi các bạn. Nhưng mà còn rất mới luôn á. Chắc có lẽ họ nên thêm rất là nhiều. Cái khu này rất là đắt giá cho nên là họ cẩn thận thêm kỹ lắm. Đây các bạn thấy đó. Mình nghĩ thì vậy. Đây là cái giờ để mình ăn bắt đầu appetizing ha các bạn. Đang khai vị đấy. Thì nó đẩy ở trước cái ballroom như thế này. Thì mình sẽ vô cái ballroom special ở trong lớn hơn ha. Rất là đông. Cái đám cưới này có khoảng 400 người đây các bạn. Tại vì cái đám cưới này là của người phó tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý nên làm việc ha. Đúng là cái khu này amazing thì các bạn ơi. Cái khu này đắt tiền là quá phải rồi ha. Nó decorate xung quanh, cái này là mùa thu nha các bạn. Mùa thu cho nên nó decorate toàn là bông cúc ha. Các bạn xem nè. Mình quay chia sẻ xem cho các bạn xem cho vui thôi ha. Cái cảnh này nó gọi là fireplace nha các bạn. Mình ở đây để mình ngồi để sưởi ấm ha. Hồi xưa thì họ sưởi ấm bằng củi không như thế đấy. Đây là nguyên con bull nha các bạn. Cái này coi tiếng Mỹ ở đây, cái khu New England này, cái khu vùng Bắc Hoa Kỳ này, cái con bull này là cái con nai lớn nhất ở khu này đó các bạn. Con nai này, cái loại nai này nó có cái sừng rất là to ha. Chỉ có ở vùng trong Bắc Hoa Kỳ này thôi. Rồi bây giờ các bạn hãy vô đây xem cái liên của mình. Thanks. Looking for your table. Bạn của mình là phải tìm vô cái liên nha các bạn. Có tên của mình và có cái số bàn của mình ở đây luôn. You find my table. And I find my cup too. Tìm được cái ly của mình rồi. 12. Số bàn 12. Hãy with your honey. Rồi bây giờ tới giờ reception nha các bạn. Vô cái ballroom nhưng mà tối quá rồi. Two dogs in here. Wow, chú đáo chưa? Bạn có thể đứng lên sẵn chỗ luôn nha ha. Như tên của người này mới đang trước từ đời ha. Rất rõ ràng. Tối mà là quá tối.
đây. Ở đèn cày luôn luôn như vậy đó. Là romantic ha. Romantic in là reception cho đám cưới đấy. Let's have a round of applause. Wow, with the big seven. Missed it, quá to luôn rồi. Wow, a salmon fish? Soybean, now, right? Đi cá, cá sình mình cá hồi, cá hồi. Oh my god, it's big. Miếng steak thì quá lớn rồi các bạn ơi. Miếng steak 600 gram ha. Wow, bây giờ mình quay ra ra ngoài để coi không bằng mình sẽ đám cưới. Oh, they're going way up there. How do we want to go out there? What? Wow, đám cưới mà có bắn pháo bông này. It's so amazing. Wow, this place is beautiful, các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn, rất là sang trọng ha. Nhìn hầu như gần giống như cái lâu đài của ngoài. Rất là cổ, rất là đẹp. Nơi này hầu như tuyệt vời thì các bạn ơi, cái gì họ decorate thì mình cũng đều là cũ ha, rất là xưa nhưng mà rất là sang trọng nha các bạn, chứ không phải xưa mà là cũ ha. Wow, phong cảnh giác sáng, trời mưa quá chừng rồi các bạn ơi. Nếu mà không trời mưa chắc là quay phim nó đẹp tuyệt vời dữ lắm. Lá cây bắt đầu nó vàng hết trơn rồi ha. Khu này là tuyệt vời nhất để ngắm mùa thu đấy. Nhưng mà rất tiếc bữa nay trời lắm, nó chuyển mưa quá xá cho nên không có đẹp lắm.
mình nhắc lại cái khu này là một trong 10 nơi đẹp nhất để ngắm cảnh mùa thu đó các bạn, ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Thì hôm nay trời chuyển mưa quá nên mình không thể thấy được mấy con núi bên kia, nó cao khủng khiếp nhưng mà bị mây nó phủ hết rồi, mình không thấy được gì hết ha. Hồi hôm thì các bạn cũng thấy đó, hồi hôm thì đám cưới xong họ ra đây, họ bắn pháo bông ở đây nè. Đám cưới người Mỹ phải nói là họ tổ chức linh đình thiệt. Nhưng rất tiếc thì mình không có quay được trong cái cảnh ceremony lúc mà làm lễ, họ không cho quay phim các bạn. Khách sạn này là họ trang trí theo cảnh của người British các bạn, của người Anh Quốc khác. Ở ngoài cái balcony này hầu như cái gì cũng màu đỏ hết các bạn ơi, nhìn rất là đẹp ha, sang trọng nữa. Các bạn nhìn nè, nguyên ngọn núi đó thêm màu vàng hết ha. Nhìn khung cảnh rất là hữu tình luôn. Khu resort rất là đẹp. Mình nhìn nó giống cái lâu đài hơn các bạn ơi, chứ không phải giống là cái khách sạn ha. Ở trong nó làm quá là sang trọng luôn. Rồi, thôi bây giờ sáng ra mình chia tay khách sạn Mountain Washington các bạn ha, trở về bờ ngon của mình. Đó, các bạn thấy không? Nó decorate cho mùa thu, phải nói là ở đây rất là đẹp. Nó trang trí qua cảnh xung quanh cái khách sạn này nhìn rất là tuyệt vời các bạn ơi. Cái khu resort này, nếu mà không mưa mình đi vòng vòng mình quay hết cho các bạn xem chắc là đẹp dữ lắm. Nhưng bây giờ thì mưa quá lớn rồi, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thôi giờ mình chia tay các bạn nha. Hôm qua tới nay mình đi đám cưới ở Mountain Washington ở tiểu bang New Hampshire ha. Bây giờ mưa quá rồi. Thôi mình hẹn các bạn lại video sau nha. Nếu các bạn yêu thích kênh mình thì cho mình cơ hội đăng ký kênh để mình ủng hộ các bạn những video tiếp theo nhé. Ok, đây bà xã của mình đây. Thôi bây giờ lên đường. Rồi bây giờ chúng ta lên đường về các bạn ơi, trở về Vermont của mình ha. Mình đi hôm qua tới nay rồi. Bây giờ mình tạm dừng video này ở đây ha. Không quên chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công nhé. Mình hẹn các bạn lại video sau nha.